xuất hiện video bông cải xanh tự ngọ nguậy rồi phun ra chất lỏng màu xanh vô cùng quái dị và sự thật đằng sau. Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước hình ảnh bông cải xanh đang thở thoi thóp như một loài động vật sống. Theo đó, một nhánh bông cải xanh trong đoạn video không những đang nhúc nhích cử động mà còn co thắt liên tục như một quả tim đang làm việc cật lực. Hay thậm chí có nhiều người còn nhìn thấy nhánh bông cải xanh di chuyển một đoạn ngắn và cuối cùng là phun ra một chất lỏng màu xanh kỳ lạ. Được biết hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở bông cải xanh mà thường xuyên xuất hiện ở quả chuối, thường được nhắc đến với cái tên là lab banana. Bên cạnh đó, một số loại trái cây trứng đã chiên lên cũng xảy ra hiện tượng này khi được tiêm vào bên trong một loại chất quen thuộc, đó là con giấm, một loại lợi khuẩn acetic được các bà các mẹ ngày xưa hay nuôi trong nhà. Một số dân mạng sau khi xem xong đoạn video đã để lại bình luận: nhà bạn nào có con giấm làm từ cơm nguội sẽ biết con này. Miền Tây ai biết ăn cơm mẻ, nuôi giấm là biết. Hồi nhỏ thấy cũng hơi sợ mà vẫn ăn. Mẹ tôi nuôi con giấm mà nó dày như sắp bánh tráng gì đó, chứ không phải mỏng mỏng vậy đâu. Nhìn tưởng đâu mẹ nuôi copy không à. Nhà mình có hũ giấm to, xem hết clip này rồi, không dám đụng vào thau nước luôn. Nó mà nhúc nhích là cắt xỉu luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.